Xin chào cô chú anh chị nha. Em đang đứng ở xã Anh Tân. Đây là đất của mình anh chị. Giờ em sẽ quay đường đi từ đất ra cầm luôn cho anh chị xem ha. Đất của mình cách cầm luôn khoảng 200 m. Đường vô đất mình 4 m. Xe hơi đồ ra vô thoải mái nha anh chị. Mình gần nghiệm xe Anh Tân luôn nha anh chị. Mình ra quốc lộ 60 là quẹo phải là hầm luôn rồi nha. Còn nhìn mấy bên trái là khoảng 50 m là dòng xe Anh Tân. Đây nhà trọ. Thank you.